Cái hôm nay chẳng là khổ khăn chí mi chẳng bàn bóng cầm một khi hôm nay mùi đo lỡ ốc chẳng đến chọc bằng thá ta mới khẳng khổ mình là bởi lắc bằng được chừng chừng mùi khẳng khổ khăn khổ khăn មិនត្រឹមតែជា fashion ប៉ុន្តែវាជា style ដែលនឹងត្រូវបង្កើតឡើង Be shine ជាយមអ្វីតែថ្មីរហូតបានជួបនៅភាពស័ក្តិសមដល់ល្អបំផុត Be ahead Be me. Be us. Be Nexter.